đi nở luôn à. Nở đâu mà cái gì vậy? Ủng hộ Hồng Lo nha. Ủng hộ Hồng Lo nha. Ai ủng hộ? Ai ủng hộ chị Hồng Lo chơi chơi. Đó đó lên. Vô vô trước mãi rồi. Ai mà không vậy? Giỡn cả nhà ơi. Giỡn cả nhà. Lo hai Hồng Lo giỡn cả nhà ơi. Không cả nhà. Đậm đậm quá. Nó dễ Hồng Lo mãi rồi. Rồi ra cái xe cho chị chị ra đi. Kẹt xe rồi. Không quá, không quá, không quá. Kẹt xe rồi má ơi. Nóng quá, nóng quá. Bà con bây giờ rất nhiều người ra Đức Thắng về Chị Lon luôn rồi. Bây giờ là mấy cô chú anh chị sẽ đợi từ từ, ai cũng sẽ có lượt nha. Chụp hình với anh chị Lon để làm quen. Có anh Lê Hoàng gửi qua nhà. Nói chung thấy chị Lo có thằng sắc lại là mà khán giả của chú anh chị trong ngoài nước rất là vui mừng. Chị rất là hòa đồng với cô chú anh chị. Chị Lo rất là hòa đồng. Mọi người bên mới điện luôn ở anh chị yên tâm. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Quá tuyệt vời. Chị Lo rất là hòa đồng. Ai chụp hình chụp đi. Đầu này có quay gì nữa? À chưa đóng gan còn kìa. Đóng gan, đóng gan đi. Nóng quá, nóng quá. Lên sớm giờ chưa đóng gan. Anh đốt em luôn anh. Ơi xin lỗi. Đeo lên để coi tấm được. Đã vô thắp nhang cả nhà ơi. Chị không thở được luôn. Chị Hồng Loan mãi đợi. Mọi người cứ từ từ nha. Hôm nay chị Hồng Loan ở tới chiều lắm cả nhà. Dạ, chị ở tới tối rồi. Không có không? Từ từ cả nhà ơi, nóng quá. Vậy là một xíu mới về hả chị? Vậy mà em tưởng đâu ở tới chiều. Chị, 24 ngày sinh nhật của chị nha. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Để Hồng Loan mãi đỉnh. Mình cố lên bạn. Dạ. Con mãi rồi. Dễ thương em nha. Quá tuyệt. Mở nắp cho cậu chưa mẹ? Mẹ mở nắp cho cậu chưa? Nè. Quá tuyệt vời. Mẹ lấy cái hút ra, mẹ lấy cái hút ra. Rồi, đi hút đi, 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 kéo cái đi hút đi. Đi, đi lấy cái hút mình, cái hút mình á. Nó có hộp quẹt á. Kéo cái đi chứ không kéo là không hút nổi đâu. Dạ. Cái chân nhang chậu quá mà, có không? Rồi chuẩn bị nè, chuẩn bị nữa.
Chỉ định mình chưa? Được rồi, kiếm được rồi. Cái này tôi gọi là sự trả hồ có đó chị. Quá đông rồi cả nhà ơi, quay toàn là thấy đầu không à? Thấy đầu không à? Chạy theo không kịp luôn. Trời ơi đông quá cả nhà. Đây. Chị đang cấp hơn chú Thanh Tú. Hoàng Sa gửi luôn và cho bác Nam Hùng nha. Nghệ thuật ưu tú non còn không kỳ cài. Mẹ trước đúng rồi chị, mẹ canh đúng rồi, đúng bài luôn rồi. Ghi hình là mình phải canh mẹ vậy nè. Trước sau gì là chị Loan cũng phải vào ngay trong kính nè. Đúng không? Đó, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, mọi người thấy tôi thông minh chưa? Chị Loan đang cắt lương cho cô xong đi đi. Đây là chị Loan cắt lương cho cô. Không biết là có sự báo trước hay không mà chỉ đi hỏi là cho đứng đây cho chị Lan ngồi xíu đi mọi người ơi. Lấy ghế cho chị Lan ngồi cả nhà ơi. Chị xỉu luôn á. Rồi thả ra cả nhà ơi, chị Loan xỉu luôn bây giờ. Quá đông luôn. Quá đông rồi. Đây chị Loan áo vàng cũng đang cắm hoa luôn cả nhà ơi. Thử là chị Loan hay gì vậy? Lung quá luôn rồi, gặp chị Loan rung luôn rồi. Là hai lô luôn này, hai lô luôn, có viên cầm cầm đông rồi. Em bảo như là quá số đông ở đâu làm diễn? Hả chưa, đi so đi. Ở Bình Tây hả? Chị mà khỏi chụp hình cũng được nữa, phải không? Trong cái bây giờ chị ngốc luôn rồi. Dạ, là chị có gặp bao năm ngoài đời luôn, rồi mãi đỉnh luôn chị. Bao năm giữ lên mãi đỉnh, gặp gặp vai anh. Quá người chồng thấy tưởng đâu cũng lớn thôi. Rồi rồi cô khỏi chụp kênh YouTube nào cũng có cô hết trơn rồi. Khỏi đi rồi cô ơi. Hôm nay là giờ nổi tiếng luôn rồi á. Gắng cố gắng lên. Không gì nữa, ra hết mình ra thôi. Cô ơi, gắng cố lên rồi. Chút về tha đáp bản con cáo và con tha đáp cho hát lên lên về 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 về